Hello anh em nha, thì quay mấy con chim mà đang giọt cho anh em coi nha anh em. Quay mấy con chim mà đang phơi nắng anh em. Thấy trời đẹp quá, quay cho anh em coi. Mưa quá anh em, chỗ cần chuyển tối quá. Ui có rừng gì anh em ơi, có rừng gì anh em ơi. Này có con chim rừng của Cần nuôi lúc trước nó xảy anh em, nó về mà bắt không được. Con bổi này cũng hay lắm, chém cánh đi lắm. Thấy con bổi làm ghê quá nè. Anh em nuôi chim mà có chim rừng nhìn anh em nó về anh em, mình nuôi chim mình rất là nhanh anh em. Để con lia sơ cho anh em coi mấy chim nhà nha, nó nhiều cái nào nha. Đó còn nuôi đó anh em nè, chim bổi nè anh em. Bổi này khá lắm nha anh em, bổi này xì là chém á. Em thấy rồi. Nó lại nãy giờ khôn quá. Con này bữa giờ chém ghê lắm, giờ thấy xì là chém làm ghê lắm. Con nó chắc trước của em nuôi nó xảy á. Bữa bảy dính vô rồi lần cái nó ra lưới rách chui ra tuốt uổng ghê. Ờ, nó chơi chim tơ kìa, chim tơ quất nó luôn anh bạn. Chim tơ bên lòng vuông quất nó kìa. Đó, nó chơi thấy không? Mấy con tơ thấy được lắm. Ừ. Con tơ bên con tơ lòng vuông tròn tròn nó cũng chơi đó. Thank you.
Con này chơi cánh bao đẹp luôn nha anh em, xiên cánh lắm. Thế qua đợt Tây Ninh này cần cho nó đi mồi thử nha anh em. Con này đập đi mồi được thì chơi ngon ha. Thấy rừng làm hay quá, không biết nó dính bổi này nó cắn hay không thì không biết. Nó kẻ lên cây đầu điện cho nó kìa. Hồi dính con đó đưa cho anh. Có con rừng hay các bạn, lại nãy giờ con này nó đây cũng lâu, thấy nó về nó bu chim nó chơi dữ lắm, xì đã chém mà các bạn. Mà hôm nay thứ nhất là trời nó chuyển mưa, là thứ hai là con này á, cần đánh nó một lần nó dính rồi mà nó sảy á, nên nó sợ cái lực bạn. Mình nuôi mà ở anh em mà nuôi mà ở cái chỗ mà dùng mà có chim rừng nha anh em, mình nuôi chim lên nhanh lắm. Lúc trước á cần ở dưới nhà, cần dưới quê á, trời nuôi cây á anh em, rừng nó về trò chim nó lên tốc hành luôn. Thứ mà nuôi mà nó dẫn sáng nó dẫn máy dẫn trống vậy anh em, nuôi chim nó nhanh lên lắm ha. Còn về đây lúc trước cái chỗ này có cái cây me nè, nó cũng ở rừng vậy anh em, chim lên cũng đã lắm, sao người ta cưa mất cây me rồi anh em. Giờ nó còn dây điện, lâu lâu nó mới có dậy, con này chắc cũng cần đánh nó sảy á. Vậy nó ở đây hoài mà bắt lại thì bữa bắt sảy, giờ bắt không được. Thấy nó bổi mà mình xì nó chém hay quá. Mưa chỗ cần chuyển mưa đen trời hết. Con này anh em thấy nãy giờ quay gần 10 phút mà nó nhảy cánh ghê anh em. Xì lại chém anh em. Mưa tới anh em ơi, thôi để cần đem chim vô nha anh em. Đây có còn điện anh em, sáng rồi hay treo đây nè, mà nay mưa quá. Chỉ mưa anh em. Nhà nuôi như cái hội chợ vậy anh em. Làm như YouTube mà có mướn thợ về làm đó nha anh em. Bạn nào cũng đang làm giùm nè anh em. Rồi thôi tạm biệt anh em nha. Ngày bữa có clip gì đánh thì nha anh em, chứ này trời mưa quá nha anh em. Rồi ok chào anh em.